gọn, nhẹ, tiện, rất dễ sử dụng và có những tính năng rất hay thích hợp cho những người làm việc văn phòng và những người gọi là sang trọng. Nhưng mà màu mà quý doanh nhân, quý anh chị, quý khách của Kỳ Lân Luxury chọn nhiều nhất đó chính là màu vàng. Thì khi Kỳ Lân làm một cái sản phẩm cao cấp thì phải cho nó trở nên đẹp từ tất cả chi tiết, và Kỳ Lân thêm thành họa tiết. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay một chủ đề về điện thoại, nhưng mà sẵn tiện Kỳ Lân cũng muốn làm một background đẹp về những siêu phẩm nữ trang Kỳ Lân nha. Nên quý khách cần chi tiết về sản phẩm nào thì hãy gọi cho Kỳ Lân. Và bây giờ đây là cái siêu phẩm về điện thoại Nokia 6007. Như chúng ta đã biết thì chiếc điện thoại Nokia 6007 là một trong những chiếc điện thoại rất hot của Nokia, cũng là một trong những dòng sản phẩm anh em song hành về độ hot cùng với Nokia 8800. Vì 6007 này là một mẫu cầm dạng thanh, gọn, nhẹ, tiện, rất dễ sử dụng và có những tính năng rất hay thích hợp cho những người làm việc văn phòng và những người gọi là sang trọng. Thì 6007 cũng có nhiều phiên bản màu đen, nâu, màu bạc, bóng, bạc nhám, màu gold và một màu đen hồng nữa. Nhưng mà màu mà quý doanh nhân, quý anh chị, quý khách của Kỳ Lân Luxury chọn nhiều nhất đó chính là màu vàng, màu gold. Đây là một cái sản phẩm chính hãng từ Nokia và vàng này là vàng mạ của hãng mạ nha, chứ không phải là vàng nguyên khối như những dòng sản phẩm của Kỳ Lân làm. Và tính năng đặc biệt, tại sao mà nhiều người thích nó? Bởi vì cái gì? Đây, rất nhỏ nhắn và xinh xắn, mỏng, dễ thương. Đặc biệt là chuông to, nghe gọi rõ, rất là hay. Mình gõ hai cái vào màn hình, nó sẽ hiện lên cái đồng hồ, rất là hay nha. Quý khách để ý lại lần nữa nè, sau khi màn hình tắt đúng không? Rồi, Kỳ Lân gõ nhẹ vào hai cái màn hình, rung một cái, rung xong nó hiện lên. Rung xong hiện lên cái màn hình gọi là đồng hồ analog. Thì màu gold là một trong những màu mà hiếm nhất, mắc tiền nhất từ thời lúc mới vừa sản xuất ra luôn. Và đến ngày hôm nay thì tầm cỡ 2009, 2010 thì mới ra, thì để mà mua được màu gold thì lúc đó rất là mắc. Và sau một thời gian thì dòng sản phẩm này không sản xuất nữa, thì mọi người và quý khách dùng thấy tiện lợi, tiện dụng quá nên sẽ tìm mua, và màu gold rất hiếm. Và vì vậy giá sản phẩm màu gold nó mắc hơn, và một trong những điện thoại Nokia, tức là Nokia có những cái dòng mà mắc hơn lúc thời điểm mới ra. Thời điểm bây giờ là qua sử dụng rồi, thậm chí là qua hết sản xuất rồi, nhưng mà mua lại mắc hơn giá mới lúc mà mới ra luôn. Đó là Nokia 6007 và Nokia 8800. Và nghe thử cái tiếng chuông của sản phẩm này. Đây là tiếng chuông rất quen thuộc. Và hiện tại trên thị trường hiện nay, sản phẩm Nokia 6700 lắp ráp máy dựng tràn lan đại hải. Vì rất nhiều quý anh chị, quý khách tìm mua mà số lượng thì có hạn, mà Kỳ Lân thì đơn vị chuyên sưu tầm, và sưu tầm thì cũng không có số lượng nhiều. Lâu lâu sẽ có những siêu phẩm như vậy, Kỳ Lân sưu tầm và chia sẻ với tất cả khách hàng. Nhưng hiện tại ở ngoài thị trường thì rất là nhiều hàng, rất rẻ, gọi là hàng nhái hoặc là hàng dựng hoặc là lắp ráp lại. Kỳ Lân là đơn vị chuyên tất cả những dòng sản phẩm sưu tầm nguyên bản, nguyên zin chính hãng. Danh bạ cũng to rõ, tin nhắn màn hình cũng sắc nét. Đối với những dòng sản phẩm mà dựng nhái thì đối với màu gold thì cái mặt kính này nó là bằng nhựa và rất dễ bị gọi là oxy hóa lên ten ở cái mặt kính này, và kể cả bàn phím này, chứ không như là vỏ zin thì hầu như rất khó bị. Và pin zin thì phải như vậy, pin zin mà mới tinh, mới ken bên trong và chi tiết.
và kể cả phần tem bên trong nó phải khác biệt với hàng dựng. Khi hàng dựng thì chắc chắn họ sẽ in email lại, họ làm lại, nhìn bác biết ngay. Đây, tem dinh chính hãng, tem lụa, tem xanh Romania. Và đối với tất cả những quý khách nào đã từng xài điện thoại Nokia 6007 không mới ra, thì sau khi mà mua phải những hàng dựng rẻ, thấy mua thử xài sẽ nhận ra ngay, biết ngay liền. Thì kinh nghiệm xài mình cảm giác quen thuộc lắm rồi, nên mình dùng những hàng dựng mình biết ngay. Còn đối với những bạn nào chưa từng xài 6007, chưa từng xài bây giờ thấy người ta quảng bá rầm rộ, thì mình mua thử mình xài mình không có cảm nhận được đâu. Mình phải xài những cái dòng chính hãng rồi mình mới cảm nhận được ngay à. Và cho nên khi quý khách đến với Kỳ Lân Luxury sẽ chọn được những dòng sản phẩm siêu đẳng cấp, chính hãng, nguyên bản, nguyên viên sưu tầm. Tính năng đặc biệt của siêu phẩm này nữa là khi mà ai gọi đến á, mình không thích nghe, mình chỉ cần lặt nhẹ lại thôi. Ai gọi đến mình không thích nghe, mình lặt nhẹ lại là nó sẽ im lặng. Hoặc mình đang bọc trong túi quần nè, ví dụ như Kỳ Lân đang bọc trong túi quần này đúng không, ai mà gọi cho Kỳ Lân á, Kỳ Lân đang chạy xe bận không muốn nghe máy, Kỳ Lân chỉ gọi nhẹ hai cái vào đây là im lặng. Mà Kỳ Lân muốn từ chối cuộc gọi không cần móc điện thoại ra ngoài luôn, Kỳ Lân gọi thêm hai cái nữa, hai cái nhẹ thôi. Thay vì mình bấm cái nút tắt đây, tắt cuộc gọi đây, thì mình chỉ việc gõ vào sau lưng nó hai cái là sẽ từ chối cuộc gọi luôn. Rất đặc biệt, rất hay và nhiều quý khách thích. Tất cả những cái sản phẩm này là những sản phẩm mà Kỳ Lân phải hì hục, bỏ hết tâm huyết và công sức của mình vào để được những siêu phẩm như vậy. Tức là Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác tất cả những sản phẩm mà gọi là đẳng cấp đỉnh cao, từ thiết kế ý tưởng và đến chất lượng theo tiêu chuẩn của tất cả những hãng lớn, và đúc kết những kinh nghiệm và những cái ý kiến từ tất cả khách hàng. Và Kỳ Lân đã ra một bộ công thức tiêu chuẩn riêng của thương hiệu Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay. Và để lọt vào gọi là từ sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thì chất lượng nó phải là tuyệt vời và thẩm mỹ phải là hoàn hảo. Nếu quý khách muốn bất kỳ những sản phẩm nào theo yêu cầu, có nghĩa là tất cả những nữ trang vật dụng bằng vàng 18K và kim cương thiên nhiên, thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Hãy đưa những ý tưởng của mình và những gì mình nghĩ tới, hãy đưa những cái suy nghĩ đó cho Kỳ Lân, và Kỳ Lân sẽ cùng với khách để tạo nên những cái thiết kế và ra những cái sản phẩm hoàn hảo theo đúng mục đích, theo đúng ý muốn của tất cả quý khách. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng biết ơn, cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem clip Kỳ Lân. Kỳ Lân một lần nữa chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Hãy ủng hộ Kỳ Lân Luxury bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như là like, theo dõi trang fanpage Kỳ Lân. Hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kỳlanluxury.com để xem những sản phẩm của Kỳ Lân. Hoặc quý khách có thể gọi cho Kỳ Lân theo số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline luôn, 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng. Trân trọng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.